vì sao vụ án cây xanh Công Minh lại được tái khởi động vào lúc này. Truyền thông nhà nước vào ngày 5 tháng 10 đưa tin mở rộng điều tra vụ án cây xanh Công Minh trúng thầu 3.500 tỷ đồng. Bản tin cho biết Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra A09 đã cung cấp thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến tập đoàn cây xanh Công Minh. Tương tự các tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An, công ty cây xanh Công Minh có một hệ sinh thái rất quy mô, gồm 50 công ty trực thuộc. Những công ty này đã tham gia trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương khác nhau với số tiền trúng thầu đến tới hàng nghìn tỷ đồng. Đã từ lâu có những tin đồn đoán cho rằng đứng sau tập đoàn cây xanh Công Minh là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ông trùm của phe Hà Tĩnh. Được biết, vụ án cây xanh Công Minh đã bị khởi tố với tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ. Cơ quan an ninh điều tra A09 Bộ Công an đã đề nghị và được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gia hạn điều tra lần thứ nhất. Vụ án cây xanh Công Minh đã bất ngờ bị dừng lại sau hơn 5 tháng và nay thì lại được tái khởi động. Theo giới quan sát, mối quan hệ giữa cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú có nhiều rích rắc và rất khó hiểu. Từ trước đến nay, Bắc Kinh được cho là vẫn đang kiểm soát chặt chẽ một số đông lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những nhân sự trung thành với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do phe tướng lĩnh quân đội thân Bắc Kinh dẫn dắt. Nhưng có đánh giá lại cho rằng, trong thời gian qua, việc lãnh đạo Trung Quốc thể hiện sự không đồng tình với Tổng Bí thư Tô Lâm đã cho thấy hình như phe thân Bắc Kinh trong đảng đã bị Tô Lâm khống chế và mất tác dụng. Nhắc đến phe thân Bắc Kinh trong đảng, không thể không nhắc tới phe cánh của chính trị Nghệ An và cánh Hà Tĩnh. Đây là các bệ đỡ cho hệ thống quyền lực sâu rộng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn 13 năm cầm quyền vừa qua. Cũng như Tổng Trọng, các lãnh đạo hàng đầu của phe Nghệ Tĩnh luôn giành được niềm tin và sự ủng hộ Trung Nam Hải. Sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm soát xong quyền lực đối với phe quân đội thì ông sẽ rảnh tay hơn. Lúc đó, việc tính sổ với phe Nghệ An và Hà Tĩnh cũng sẽ được tái khởi động trở lại. Theo giới thạo tin, trước đây Tô Lâm và Trần Cẩm Tú được cho là khá ăn ý trong các vụ án lớn. Trước khi vụ án công ty cây xanh Công Minh được khởi động, ông Tô Lâm đã đưa Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, một tay chân thân tín của ông, về nằm vùng trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, được cho là đang nhằm mục đích giám sát nhất cử nhất động của ông Trần Cẩm Tú. Mặt khác, để tạo áp lực buộc chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải tuân lệnh ông Tô Lâm. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, các phe phái chống Tô Lâm trong đảng có lẽ đã thắt chặt sự liên kết thông qua việc các hệ thống ban đảng với sự dẫn dắt của các tướng lĩnh quân đội như các ông Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa, đã khiến cho tình thế có sự thay đổi. Theo suy đoán, sau khi Tô Lâm được cho là đã thâu tóm và nắm chắc quyền lực với phe quân đội, đây là lúc kế hoạch tảo thanh phe Nghệ An Hà Tĩnh được khởi động. Mục tiêu tối cao là xóa sổ hệ thống chân rết quyền lực thân Bắc Kinh do Tổng Trọng để lại. Từ nay đến trước khi bàn giao ghế chủ tịch nước, có lẽ Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đánh mạnh vào các cá nhân cũng như những phe phái vốn là đối thủ của ông. Cụ thể là phe Nghệ An Hà Tĩnh có hai tên tuổi lớn là Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc. Nhổ được hai cái gai lớn này thì Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ rảnh tay và sẽ thâu tóm trọn quyền lực trong tay ở Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới đây. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin vì sao vụ án cây xanh Công Minh được tái khởi động vào lúc này. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tiếp tục cho truy nã Nhàn IC, Tổng Bí thư Tô Lâm đang tính toán điều gì? Trước hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 3 tháng 8 năm nay, dư luận trên mạng xã hội cho rằng ông Tô Lâm đang tìm mọi cách để loại Thủ tướng Phạm Minh Chính ra khỏi cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư. Nguồn tin nội bộ cho biết khi đó đã tiết lộ ông Tô Lâm đã cho tay chân tiến hành lùng sục để tìm ra bằng chứng nhằm chất phế Thủ tướng Phạm Minh Chính
nhưng vẫn không thành công. Mới nhất, gần đây vào ngày 4 tháng 10, truyền thông nhà nước đã đưa tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, tiếp tục bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Công luận đặt câu hỏi là vì sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dù đang trong cảnh tứ bề thọ địch, thù trong giặc ngoài nhưng vẫn tiếp tục ra lệnh truy nã bà Nhàn IC và nhằm mục đích gì? Liệu điều này có liên quan đến tương lai của Thủ tướng Phạm Minh Chính hay không? Tin báo chí Israel đã được đài FA tiếng Việt trích dẫn cho rằng nguyên nhân thực sự đằng sau vụ truy nã bà Nhàn là các thỏa thuận mua bán vũ khí. Nguyên nhân sâu xa hơn là cuộc cạnh tranh trong nội bộ của đảng giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Vẫn theo trích dẫn của đài FA, Tổng Bí thư Trọng là người đã quyết định chọn thiết bị vệ tinh tình báo của một công ty Israel. Thủ tướng Phạm Minh Chính là người chịu trách nhiệm về dự án này. Đồng thời, dự định bắt giữ bà Nhàn đã được lên kế hoạch chỉ vài ngày trước khi Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2022. Được biết, bà Nhàn hiện đang sống ở Đức và có lẽ bà đã hoàn tất thủ tục xin tị nạn chính trị. Bà đang được bảo vệ rất chặt chẽ với nhiều tầng, nhiều lớp, không chỉ riêng lực lượng an ninh, cảnh sát của nước sở tại, mà còn có lực lượng Tổng cục 2 kiểm soát 24/24. Bà Nhàn là người đang nắm giữ rất nhiều bí mật quốc gia liên quan đến các hợp đồng mua sắm vũ khí của Bộ Quốc phòng. Đây cũng là những vấn đề tuyệt mật của đất nước, kể cả Bộ Công an cũng không thường biết đến. Một câu hỏi đặt ra là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã quyết định chọn mua thiết bị của công ty Israel, còn Thủ tướng Phạm Minh Chính là người chịu trách nhiệm về dự án. Vậy tại sao ông Trọng và Bộ Công an của ông Tô Lâm trước đây lại nỗ lực truy bắt bà Nhàn, nhằm loại bỏ ông Phạm Minh Chính ra khỏi ghế Thủ tướng Chính phủ? Một số ý kiến cho rằng, cũng như Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng là tay chân thân tín của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và đã được cài cắm trong kế hoạch hậu Ba Dũng để trở lại nắm trọn quyền lực ở bốn vị trí tứ trụ, kể cả ghế Chủ tịch Quốc hội của ông Trần Thành Mẫn. Trong lúc ông Tô Lâm đang phải chịu rất nhiều sức ép từ số đông trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của đảng, gồm những thành phần bảo thủ, ủng hộ đường lối thân Bắc Kinh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, điển hình là một bộ phận tướng lĩnh quân đội thân Trung Quốc. Trước hội nghị Trung ương lần thứ 7, ông Trọng đã nhiều lần tuyên bố bóng gió rằng ông sẽ đưa bà Nhàn về nước để xử lý. Khả năng cao khi còn sống, ông Trọng biết rõ các biểu hiện ăn chia tiền hoa hồng của giới lãnh đạo quân đội trong các hợp đồng mua vũ khí của Bộ Quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la nhưng không có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên đến nay, nhằm tính bình định phe quân đội, có lẽ ông Tô Lâm mượn chuyện bà Nhàn IC để sắp xếp lại nhân sự Bộ Quốc phòng và phe quân đội sao cho có lợi cho ông. Ông Tô Lâm cũng thừa biết việc tổ chức bắt cóc bà Nhàn tại thời điểm này là bất khả thi và là điều dại dột, không bao giờ được phép. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin tiếp tục cho truy nã bà Nhàn IC, Tổng Bí thư Tô Lâm đang tính toán điều gì? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de